nghỉ 3 thiên. Ngày thứ 3, hãy nghe và nhắc lại cách nói. Bạn có thể gọi mình là Thùy Dương. 你可以叫我垂杨。你可以叫我垂杨。你可以叫我垂杨。你可以叫我垂杨。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chào bạn. 你好. Mình là Phan Thủy Dương. 我是潘垂杨。Bạn của chị Triệu. 赵姐姐的朋友。Bạn có thể gọi mình là Thùy Dương. 你可以叫我垂杨。